Ở nhà xem mấy cây nó mới. Cây nấm nó to chưa nè. Nãy giờ mấy anh em bơm nhổ cái ổ nấm mới mà cả nhà xem nè, để trắng đắt luôn. Ổ nấm mới. Ổ này chắc chục ký á cả nhà. Nhiều lắm. Anh em bơm mới nhổ cái ổ thứ hai cả nhà xem nè. Quá trời nấm búp luôn. Ổ này đúng là nấm ngon luôn á. Cộng với cái dòng này nấm búp nữa chắc mình cỡ được chục ký nấm búp á cả nhà. Hôm này cũng cỡ chục ký nữa. Nói chung là hai ổ này gần 20 ký á cả nhà. Ổ nấm mới này mình phát hiện hơi trễ cả nhà. Nó chiều nay anh em bơm mới phát hiện cho nên là nó nở tòe ra hết rồi. Này để bơm đi một vòng cho cả nhà xem nè, nó nở trắng luôn. Đó. Đây cả nhà xem nè. Ui. Nó nở dưới mấy lớp lá nè cả nhà. Đó. Tiếc quá cả nhà ơi. Ổ này sáng nay mà mình đây có nhiều cây còn búp to chưa cả nhà. Đây là Thành ơi, dưới lá nè. Rồi bây giờ bơm sẽ tranh thủ nhổ nha cả nhà. Nhổ bên này trước đi ha. Nếu mà nấm này hồi sáng nó cũng chưa lên đâu Thanh, nó lên đâu tầm trưa trưa này hả? Để qua chỗ luôn, để mình đi mình dọn. Đây luôn. Đây nè, trong này nè. Đây. Trong này mới lên đến mặt nè. Coi lấy cái cây khiêu ra nha. Mới lên nè, mới lên nè Thanh. Bên này em ơi. Đây là cái nhà. Đó, mấy cây này mới lên chiều nay luôn nè. Đi vội quá. Bữa nay là trễ lắm rồi cả nhà, mà nấm muối nó bắn lên. Đó, đã chưa? Cây này cũng to nè. Cái nấm nó to cả nhà ơi. Ôi. Đây. Đây cả nhà ơi. Cả nhà xem. Cái nấm nó to chưa nè. Hả? Cả nhà xem mấy cái nấm mới nó to ghê chưa. Bằng cái mặt mình luôn á. Mê ha. Nấm này nở tè rồi nhưng mà vẫn còn ăn được. Tính ra là năm nào bơm cũng phát hiện ổ nấm mới nó bị trễ hết cả nhà. Năm rồi hai anh em bơm nhổ cái ổ kia 9 ký mà nó cũng nở trắng như thế này nè. Ổ này mà phát hiện vào sáng nay thì thôi chứ mê thực sự luôn. Sáng nay là búp không luôn. Chưa nó chưa tàn đâu. Mọc dài từ bên này qua bên kia luôn cả nhà. Nhiều quá. Ổ này ngang ngửa ổ năm rồi mình nhỏ ha. Ổ nó cây to hơn. Cái này mà sáng nay gặp nấm búp thì thôi. Lúc nào búp nấy như cái dù luôn á.
Cắn mà dai đẹp luôn. Nhìn lại nữa. Tôi cắm đĩa cho tao đấy. Mấy này búp này hồi sáng này to lắm nè ha. Ừ. Cái nhà xem nóng khi nào cái đấy nè. Dài hơn cái gan. Dài ghê không? Rồi, qua bên này. Cái này còn trắng luôn. Đây, cái bơm lấy lên cho cả nhà xem nè. Đó, độn lá nó lên nè. Em qua bên đám tràm kia tìm rồi anh chạy xe về nhà lấy cái bao nha. Cái bao này nhỏ quá đừng sao nó đủ. Ôi xời. Cái rễ nó đứt đúng không? Ngại cái là lỏng cái là nhỏ ra. Đó. À. Ui, trong kia còn nữa kìa. Đây cả nhà xem nè. Hai mẹ bom nhỏ nãy giờ nè. Đó. Mà còn xung quanh đây là còn trắng tắm luôn. Đó. Mẹ ha. Cây này bứt. Đó, dài ha. Mê quá trời luôn. Bứt nó to á. Bên này cũng to nữa nè. Hai bứt này to nè. Đây nè. Rồi, nắm. Bên kia nữa. Nãy giờ mấy anh em bơm nhổ cái ổ nấm mối mà cả nhà xem nè, để trắng đắt luôn. Bây giờ bơm sẽ chạy xe về nhà rồi lấy cái giỏ vô đường cả nhà ơi. Tại vì hồi nãy mấy anh em bơm đi mang có cái bịch này, giờ đường không được rồi. Đã ha, ổ nấm mối. Ổ này chắc chục ký cả nhà. Nhiều lắm. Lâu lâu gặp được ổ nấm mối. Bữa nay lên là nó trẻ lắm á ha. Trễ đây mà nấm mối, nấm mối lên nhiều đợt ấy, hồi xưa mình không biết á. Mình cứ lên đợt rồi mình đi tìm nữa, chắc họ đi tìm nhiều đợt lắm. Hay cả nhà xem. To. Cái cây nó ghê chứ. Cả nhà xem cái cây nấm mối. Nó dài chắc phải là 30 á ha. Mà nó to nè. Em nghĩ cái giỏ này đựng không hết luôn á chứ. Không hết. Hai giỏ đựng cứ hết. Giỏ này sợ đựng cũng không đủ luôn ha. Tại cái nấm này nó nở căng ra cả nhà, cho nên là đựng nó hơi tốn diện tích. Bóp chắc cỡ một giỏ đầy. Này là cả nó nở căng cái dù ra rồi cho nên là đó. Cả nhà xem mấy cây này đựng vô xíu này nó bung cho mấy. Mấy cây nó để trên. Mấy cây để trên đây. Mấy nấm này to tiếp thì chứ. Dài vậy sao mà bỏ vô được. Rồi đây cả nhà xem một ổ nấm mối. Hơn 2 kg. Bịch nấm nó bóp này hơn 2 kg. Rồi anh em mình đi tìm tiếp đi ha. Qua lấy xe. Nếu chị lạnh đứng đây đi, em anh chạy xe qua đi ha. Rồi đây cả nhà ơi, anh em bom vừa phát hiện thêm một ổ nấm mối nữa. Ổ này mới lên nấm búp thôi à. Đây cả nhà xem nè. Đó, nhìn đã chưa. Mới lên lú lú thôi cả nhà. Đây cả nhà xem nè. Đó, mẹ chưa, bên này nữa nè. Trúng mánh luôn cả nhà ơi. Ngày hôm nay là đi tìm nấm mối là vô mánh luôn rồi. Đây cả nhà xem, nó mới lên lú lú bên dưới nè. Đã em ha. Đây cả nhà, lên một ụ luôn. Mê chưa.
quá đã luôn Thanh ơi. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu nhổ cái ổ nấm mới này nha cả nhà. Đó. Này lên nó bung lên đã chưa? Nấm này vừa lên tức thì chiều nay luôn á. Nếu mà sáng nay đi là không có gặp ổ này đâu cả nhà. Ổ kia nó lên hồi sáng nhưng mà ổ này mới lên chiều nay thôi à. Thôi nè. Ổ này mọc dày luôn cả nhà. Ôi, trời ơi. Bơi mấy lớp lá lên á. Ui nằm dưới này nè. Mè ghê. Ui nằm dưới đất đấy anh, còn đang đây lên cả nhà xem nè. Mọc dày luôn. À. Đây cả nhà xem, mập ú à. Nấm về nước ăn là ngọt lắm luôn. Đó, cái nhà xe nó bung lên nè. Thì nhỏ nấm gặp mấy ổ này là nhỏ sướng tay luôn ha. Ui, cái này đầy luôn anh, như anh bươi dưới lép lá. Đắt chỗ này nó cũng mềm, dễ nhổ. Cái ổ này cũng bằng ổ trên kia luôn á. Cái này mà nở ra là bít ta luôn nè. Rút cái lên, rút cái lên thôi. Vừa nhổ đã luôn. Ổ này mà chiều 4-5 giờ đi cũng chưa gặp đâu. Nó mới lú lên tối nay thôi. Bữa ngày mình đi chứ khó thấy lắm, đêm có đèn á, phản cái nấm nấm mối phản dễ thấy đó. Ổ này ước chừng hả hơn 7-8 kg á ha. Đây luôn này. Có bút không? Nhà xem nấm nè, lú 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 lên vừa thức thì thôi nó mới lên. Nấm này là nhổ về ăn là ngon nhất đó cả nhà. Nấm này, nấm búp này ở châu Âu giờ người ta bán 600-700 ngàn một ký cả nhà. Mà hắn đẹp bằng nấm mình đâu. Chị đăng trên mạng là có cái nở rồi chứ ấy không có búp gì đâu. Nó còn nhỏ xíu ở bên dưới luôn Thanh ơi, có nhiều cây nó chưa lú lên khỏi mặt đất luôn mà. Anh phải moi đất xuống. Công nhận ngày hôm nay hai anh em mình vô mánh rồi. Hai ổ chắc cũng phải gần 20 kg là có đó. Đã chưa, búp nào búp nấy lú 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 lên thất thì thôi.
Mai lên còn sót lại thôi. Giống như tưởng như nãy mình sơ sơ là mình đi là không biết rồi nè. Nên mới cây đó mình mới thấy. Nhỏ xíu à, mới lên tức thì luôn. Đây cả nhà xem. Cái nấm này là nó mới lên luôn nè. Nhìn đã chưa? Nấm mà chưa thấy tay luôn à. Mê cả nhà ơi. Đấy, búp không? Nấm này là vừa lên tức thì luôn. Cái này mà lên là trắng luôn nè, tại vì nó dày, nó lên dày, kết cái ổ bên kia luôn á. Ổ kia thì nở tàn rồi cả nhà. Nó lên kết hơn, thì... cái ổ này mà nếu mình nở mới lên chiều nay thôi. Mưa, mưa rồi. Anh, ổ này mình nở là bít cái mặt luôn nè, không có chỗ hở luôn á. Mưa rồi cả nhà ơi. Cái hiệu đủ rồi vậy ha. Kết năm thôi. Đây có 1-2 vụ à. Ui, quá đã, quá mập. Ổ này nếu mà đi hồi sáng mà không thấy, mới lên thức thì chiều nay thôi. Chiều nay mới có. Không thấy rủi có cái mai đi trễ gặp ổ đi. Mưa năm mối lên nó giữ ra đợt này mưa nhiều quá anh. Đất ướt đều nên nhiều hàng chi nhiều. Thì anh em bơm mới nhổ cái ổ thứ hai cả nhà xem nè. Quá trời nấm búp luôn. Ổ này đúng là nấm ngon luôn á. Cộng với cái dòng này nấm búp nữa chắc mình cỡ được 10 kg nấm búp á cả nhà. Trong này cũng cỡ 10 kg nữa. Nói chung là hai ổ này gần 20 kg á cả nhà. Bây giờ anh em mình bỏ nấm vào đi về nha cả nhà. Trời cũng chuẩn bị mưa rồi. Mưa râm râm rồi. Bịch này là đem đi phòng hờ thôi nè. Giờ đem ra đường nấm luôn. Nấm mê thiệt chứ. Mắm này về nướng với lá chuối là số 1 luôn. Ăn giòn rụm ngọt liệm. Bịch đó chắc là 5-6 kg á ha. 15 kg. Anh ước chừng 16-17. Về thôi cả nhà ơi.